Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Nhân dân. Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN. Mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Kính thưa quý vị, từ khi được thành lập vào mùng 8 tháng 8 năm 1967 với 5 thành viên, phát triển thành một tổ chức khu vực với 10 nước, ASEAN không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng trung tâm trong mọi tiến trình khu vực, thể hiện tầm nhìn về một cộng đồng sống trong hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Vào sáng ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và kỷ niệm 28 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN, Bộ Ngoại giao tổ chức trang trọng lễ thượng cờ ASEAN. Lễ thượng cờ ASEAN 2023 đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Quốc kỳ Việt Nam song hành cùng lá cờ ASEAN được kéo lên trước sự chứng kiến của đại diện các bộ ngành cùng đại sứ các quốc gia Đông Nam Á tại Việt Nam. Cờ ASEAN mang 4 màu xanh, đỏ, trắng và vàng với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa. Đây là nghi thức truyền thống được cử hành vào ngày 8 tháng 8 hàng năm tại tất cả các quốc gia ASEAN, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hợp tác, khát vọng hòa bình, phát triển của tất cả các quốc gia dưới lá cờ chung của Hiệp hội. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hình ảnh Đông Nam Á đoàn kết, hòa hiếu, linh hoạt, vươn xa tới những chân trời mới, lan tỏa tới những vùng đất mới, cả ở châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trên thế giới. Bộ trưởng khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam với các thành viên khác trong gia đình ASEAN chính là những viên gạch xây dựng nên mái nhà chung cộng đồng ASEAN lớn mạnh, bền vững như ngày nay. Cũng nhân dịp này, Đại sứ Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân dân về tầm vóc, vai trò của ASEAN cũng như đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Xin ông có thể chia sẻ những đánh giá về tầm vóc cũng như là vai trò của ASEAN sau 56 năm thành lập. Sau 56 năm tồn tại và phát triển, thì chúng ta có thể thấy đây là lần đầu tiên mà các nước lớn bên ngoài khu vực tới đây để trao đổi một cách bình đẳng và tương đối là ngang hàng với các nước trong khu vực. Và chúng ta cũng có thể nhìn nhận rằng là các cái nước trong khu vực, cái sức mạnh của các nước trong khu vực để bắt được các nước lớn để trao đổi một cách sòng phẳng và chân thành với lại các nước ASEAN. Đấy chính là cái sức mạnh tổng hợp của ASEAN, là cái sức mạnh của đoàn kết, là cái sức mạnh của nhất trí và cũng là cái sức mạnh của phương thức ASEAN. Rằng là cái phát triển luôn luôn là cái mục tiêu của tất cả các quốc gia, tất cả các dân tộc. Lấy cái phát triển, lấy cái phồn vinh là một cái mục tiêu chung. Thì ASEAN chính là cái công cụ để tạo ra một cái môi trường cho các nước cùng tham gia hợp tác vì cái sự phồn vinh chung. Có thể nói một cách hình tượng ấy, thì đối với ASEAN là không ai phải gánh nước quá xa và không ai bị bỏ lại phía sau. Cái giá trị thứ ba mà ASEAN mang lại cho khu vực này thì chính là cái quá trình xóa bỏ những cái nghi kỵ giữa các nước. Tức là cái lòng tin quốc gia, lòng tin giữa các nước với nhau là được nâng lên một cái tầm cao mới. Với tư cách là thành viên của ASEAN thì Việt Nam đã có những đóng góp nổi bật nào ạ? ASEAN có được cái vị thế, về vai trò cũng như hình ảnh như bây giờ thì có cái hình bóng của Việt Nam ở đằng sau. Và ngược trở lại, chúng ta cũng có thể rằng là cái tiến trình đổi mới của Việt Nam, cái tiến trình phát triển của Việt Nam cũng có cái hình bóng của ASEAN. Một là tham gia một cách tích cực hơn, chủ động hơn, có trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn vào tất cả các cái quá tiến trình hợp tác của ASEAN. Và cái thứ hai là cùng với các nước ASEAN khác đã xây dựng một cái văn hóa gọi là văn hóa đối thoại, văn hóa hợp tác giữa tất cả các quốc gia khi tham gia vào các tiến trình của khu vực. Và cái thứ ba mà chúng ta có thể thấy rằng là cái tham gia của Việt Nam cũng là để bảo vệ chính mình. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 311 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại phiên họp lần thứ 6. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phải hoàn thành lựa chọn nhà thầu, gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành để khởi công trong tháng 8 năm 2023.
Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc, nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến Nhổn – Ga Hà Nội vào cuối năm 2023 và tuyến Bến Thành – Suối Tiên đầu năm 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại phiên họp 25, dự kiến khai mạc vào đầu tuần tới. Trước đó, báo cáo của đoàn giám sát cho rằng việc ban hành chương trình đã chậm tiến độ 2 năm, nhưng vẫn chưa đầy đủ chương trình môn học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trong khi đó, thì việc thực hiện đánh giá tác động đối với những nội dung đổi mới quan trọng của chương trình chưa được chú trọng, thực hiện trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp. Báo cáo giám sát cũng đề nghị chính phủ phân tích nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc tổ chức in, phát hành tài liệu giáo dục địa phương. Tiếp tục những thông tin trong nước, mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Kon Tum lật xe ô tô khách, một người chết, bốn người bị thương. Kính thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong những ngày vừa qua thì mưa lũ tại các tỉnh đã khiến nhiều người chết và hàng loạt tuyến đường, nhà ở bị sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng. Tại tỉnh Lào Cai, trận mưa lớn xảy ra ngày 7 tháng 8 gây sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, làm chết một người và hư hại nhiều tài sản của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương 18 vị trí, lớn nhất là tại km 8+100 tỉnh lộ 152, khiến giao thông qua đây bị chia cắt hoàn toàn. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp. Tại tỉnh Điện Biên, ước tính thiệt hại là hơn 10 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 7 tháng 8, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đã có 8 người chết, 3 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến 24 ngôi nhà sập, 128 nhà bị hư hỏng ảnh hưởng. Về giao thông, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tuyến tỉnh lộ, giao thông địa phương cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó quốc lộ 279D, quốc lộ 32, địa bàn Sơn La, Yên Bái đến nay vẫn chưa thông xe. Tại tỉnh Đắk Nông, mưa lũ đã khiến 6 nhà trên địa bàn bị hư hại, 16 hộ dân di rời khỏi khu vực sụt lún, sạt lở đất. Đặc biệt hiện tình trạng sạt lở hồ chứa Đắk Nờ Tinh vẫn tiếp diễn, huyện Đắk Long phải di rời 34 hộ vùng nguy hiểm ở Hạ Du đến nơi an toàn. Trận mưa lớn trong ngày 7 tháng 8 ở Lào Cai đã khiến cho một người chết, một người mất tích, 104 căn nhà và nhiều công trình bị ảnh hưởng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích và đồng thời triển khai công tác khắc phục hậu quả. Tai nạn bất ngờ xảy ra khi đất đá từ ta luy dương phía sau sạt lở gây sập đổ căn nhà của một người dân tại thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, khiến một cháu nhỏ 5 tuổi tử vong. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, bố trí nơi ở tạm cho gia đình tại nhà văn hóa, đồng thời khẩn trương di rời 5 hộ trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, trận mưa ngày 7 tháng 8 đã khiến 104 nhà bị ảnh hưởng, 200 hecta lúa và hecta hoa màu bị ngập úng. Nhiều công trình bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lũ kéo dài từ chiều ngày 5 tháng 8 đã gây thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng, làm cho 2 người chết, 81 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn, quốc lộ 32 hơn 100 điểm sạt tả luy dương. Mưa lũ cũng làm cho nhiều nơi bị cô lập, và hiện công tác cứu trợ khẩn cấp đang được địa phương triển khai. Sau hơn 30 phút đi xe máy hơn 20 km và gần 2 giờ đồng hồ đi bộ mới có thể tiếp cận được xã Hồ Bốn, nơi mà cơn lũ tối ngày 5 tháng 8 làm ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước mắt là những đống ngổn ngang, những hộ gia đình tan hoang, chỉ còn trơ lại những màn tường, những xe máy bị vùi lấp. Ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân xã là hàng nghìn khối đất đá và gỗ. Cơn lũ đã đi qua, để lại hậu quả cho nhiều hộ gia đình và cả khối tài sản tích cóp cả đời đã trôi theo dòng lũ dữ. Lúc đấy mình nhìn thấy từng người một có nghĩa điểm danh được từng người một leo lên thì mình cảm thấy thất vọng nhưng mà cũng cảm thấy may mắn, cảm thấy biết ơn vì cả nhà vẫn được đoàn tụ và không phải tìm một người chỗ này một người chỗ kia. Hồ Bốn là xã bị thiệt hại nặng nề nhất, cả xã có 20 nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, với 94 nhân khẩu, 100 nhà bị sập từ 50 đến 80%.
20 con trâu bò chết và mất tích, 6 ô tô bị cuốn trôi và vùi lấp, 70 xe máy chưa được tìm thấy, 1 người mất tích nghi do lũ cuốn, toàn bộ tầng 1 trụ sở Ủy ban nhân dân xã bị vùi lấp cùng nhiều trang thiết bị máy móc, hệ thống đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Trường mầm non, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở bị thiệt hại nặng nề, dãy nhà cho bệnh nhân trạm y tế bị lũ cuốn trôi, toàn bộ trang thiết bị, thuốc y tế bị vùi lấp. Đã huy động một tổ lực lượng để đi tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Còn lại thì huy động các ngành để chúng ta khắc phục hậu quả thiên tai, tức là bằng cách là vận động các hộ gia đình để khắc phục những cái tuyến đường và các cơ sở vật chất như trụ sở cũng như các nhà trường, y tế. Đã thành lập 3 cái tổ công tác xuống 3 xã, trọng tâm là Hổ 4, rồi Khao Mang và Lao Chải, cùng huy động máy móc phương tiện để khơi thông cái tuyến đường để vào đến xã. Thứ hai nữa là rà soát toàn bộ những cái thiệt hại trên địa bàn của từng xã, bố trí ăn ở cho các hộ dân bị sập trôi tại các nhà văn hóa cộng đồng cũng như là các cái nhà hộ dân, anh em trong thôn bản. Để bảo đảm cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương và cử lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn và theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, đồng thời duy trì công tác trực 24/24 giờ. Chính quyền sẽ ưu tiên khắc phục thiệt hại tại các trường học để bảo đảm an toàn cho năm học mới sắp đến gần. Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông vừa có báo cáo gửi tỉnh Đắk Nông và Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông về việc phát hiện dòng chảy ngầm dưới điểm sụt lún đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa. Qua khảo sát toàn bộ khu vực đường sạt trượt, tại làn đường gom có vết nứt lún dài khoảng 40m, điểm sâu nhất là 4,5m. Các vết nứt khác có chiều dài khoảng từ 100m, rộng từ 30 cho đến 40cm và sâu khoảng hơn 1m. Đặc biệt, khu vực này xuất hiện một lỗ rỗng đất đã sụt lộ thiên, có nước chảy ngang qua theo hướng từ núi đá sang vị trí sạt lở. Đường kính lỗ rỗng khoảng 1,5m, sâu khoảng 3,5m so với mặt đường. Tại phần đường chính, các vệt nứt có chiều dài khoảng 110m. Ngoài ra, tại phần nền đất trong vỉa hè khu vực mái ta luy âm cũng thấy rõ các vết nứt sụt đất. Nếu tình trạng mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt trượt trên diện rộng hơn là rất cao. Sáng mùng 8 tháng 8, Công an tỉnh Kon Tum cho biết là vào khoảng hơn 22 giờ ngày hôm qua, tại km 1501+400 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 3 xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ va chạm giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 75B01651 do anh Nguyễn Khoa Vũ, 46 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển, lưu thông theo hướng huyện Đắc Tô, Ngọc Hồi, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 49E107696 do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển. Xe dừng bên đường, sau đó xe ô tô bị mất lái, va chạm với hộ lan phía bên trái đường, quay 180 độ và lật nghiêng. Hậu quả là một người chết và 4 người trên xe khách bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Kon Tum làm rõ. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức họp báo chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023. Năm 2023, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương là có tư cách đạo đức, lối sống tốt, có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm, các thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương, thời gian nhận hồ sơ từ ngày hôm nay 8 tháng 8 đến ngày 8 tháng 10. Ngoài ra, chương trình sẽ có nhiều hoạt động đồng hành để lan tỏa trong xã hội, những hành động thiết thực, tri ân thầy cô, tôn sư trọng đạo, như tổ chức cuộc thi tri ân thầy cô, chia sẻ cùng thầy cô trên mạng xã hội TikTok, chương trình báo chí chia sẻ cùng thầy cô để các nhà báo, phóng viên lan tỏa sâu rộng hơn nữa câu chuyện về các thầy cô giáo với cách làm hay sáng tạo trong việc dạy học, tình cảm thầy trò. 922 nhà đại đoàn kết cùng 1.370 công trình dân sinh được xây dựng trong 20 năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đó là những con số ấn tượng,
được công bố trong hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức. Trong hai thập kỷ triển khai tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc luôn là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương cùng quần chúng nhân dân tăng cường sự gắn kết, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, quan tâm, hỗ trợ, tặng nhà đại đoàn kết cùng những phần quà tạo động lực để các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thông qua đó, những giá trị truyền thống văn hóa mang bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy, góp phần tạo khí thế, động lực để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thưa quý vị, già làng, người uy tín là những người có sức ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Và thời gian qua thì những người uy tín ở Đắk Lắk có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước đến với người dân. Bằng những việc làm cụ thể gần gũi với thực tế đời sống của bà con, nhiều già làng người có uy tín ở Đắk Lắk đã đóng vai trò quan trọng trong đứng ra hòa giải, dàn xếp các mâu thuẫn trong buôn làng. Họ cũng là hạt nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền với bà con về cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vận động bà con không nghe, không làm theo kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong những thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền cho đồng bào bà con của buôn Trá. Đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức hòa giải một số vụ mâu thuẫn trong gia đình. Tuyên truyền với bà con chúng ta là biết được giữ gìn cái bản sắc truyền thống văn hóa là có đồng bào dân tộc ở đây tại chỗ. Trong phong tục tập quán tín ngưỡng thiết chế văn hóa của người dân tộc thiểu số nói chung, người Ế Đê nói riêng, già làng là người có uy tín để duy trì trật tự xã hội của buôn làng. Họ chính là cánh tay nối dài trong công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định đời sống và an ninh buôn làng. Người có uy tín là cái cầu nối sẽ truyền tải những cái thông tin, những cái chính sách, cái nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Họ là những người sẽ được cấp ủy cũng như là chính quyền có những cái tổ chức tập huấn cập nhật những cái kiến thức. Qua đó thì vận động nhân dân thực hiện những cái chính sách trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng định cư sinh sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/3 dân số. Toàn tỉnh có 942 người có uy tín. Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Thưa quý vị, bức tranh xuất khẩu gạo 7 tháng của năm 2023 có nhiều điểm sáng khi lượng đơn hàng lẫn giá bán sang nhiều thị trường tăng mạnh và dự báo sẽ tiếp tục đà tăng. Và nhận diện cơ hội, thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng cuối năm sẽ là nội dung của tiểu mục Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao nhất 12 năm qua. Giá lúa cũng tăng hàng chục đô la Mỹ mỗi ngày. Tính đến hết tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, trị giá 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 19% về lượng và tăng gần 30% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, sau Ấn Độ và Nga thì các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã cấm xuất khẩu gạo để ứng phó với hiện tượng El Nino. Việc tích trữ gạo của nhiều quốc gia đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, vượt mức 610 đô la Mỹ một tấn. Là một trong những đơn vị xuất khẩu gạo lớn của cả nước, doanh nghiệp này đang tất bật thu mua lúa gạo để phục vụ các đơn hàng xuất khẩu. Thì rõ ràng là cái việc xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đây đến cuối năm là tốt. Này, các đơn hàng hiện nay là các doanh nghiệp là cũng là tương đối nhiều. Này, bởi vì khách mua trên thế giới cũng tương đối nhiều. Này, vì do người ta phải ảnh hưởng bởi khí hậu rồi là El Nino, rồi là có khi là đứt gãy một loạt các cái chuỗi cung ứng về lương thực mấy năm gần đây, dẫn đến cái tình trạng là cái lượng tồn kho của các quốc gia nó thiếu,
Và chính vì thế mà cái nhu cầu về nhập khẩu gạo của một số các quốc gia là tương đối nhiều. Bội thu đơn hàng mang lại cơ hội hiếm có cho gạo Việt mở rộng thị trường, gia tăng cả khối lượng và giá trị. Song theo các chuyên gia, hoạt động xuất khẩu cũng cần được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an ninh lương thực. Dù ở cơ hội nào, thì góc nhìn của tôi nó phải dựa trên hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là không để cho người tiêu dùng ở trong nội địa cuốn vào cái giá gạo hiện nay là đang tăng lên. Nó sẽ làm cho cái thị trường nội địa là không ổn định. Thứ hai là phải nghĩ đến an ninh lương thực, vẫn là một cái nguyên tắc tối đa. Và cũng nên nhắc rằng cái là tháng 8, tháng 9, tháng 10 ở Việt Nam vẫn còn nằm ở trong cái vùng mưa bão và bất ổn định về mặt thời tiết. Ấn Độ và một số quốc gia sẽ gỡ lệnh cấm xuất khẩu gạo khi thời tiết trở lại ổn định. Vì vậy, về lâu dài cần nâng cao chất lượng, đặc biệt là phân khúc gạo cao cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh mô hình liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà sản xuất. Có như vậy, doanh nghiệp mới chắc chắn đầu ra, còn người nông dân cũng sẽ yên tâm canh tác. Thay vì chúng ta chỉ có chạy theo về mặt số lượng, thì cái điều này nó đang đi đúng hướng. Và đây cũng là cái yếu tố để giúp chúng ta có thể tiếp cận những thị trường khó tính hoặc là những thị trường mà cái mức độ tiêu dùng cao như là thị trường EU hoặc là thị trường Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc. Thì những cái điều này nó cũng là một cái tín hiệu rất là đáng khích lệ. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta vẫn phải nỗ lực, và trước hết đó là cái việc mà giữ vững được cái chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả các hạt gạo cũng như các sản phẩm nông sản khác, để giúp cho hạt gạo của chúng ta duy trì được cái lợi thế như thời gian vừa qua. Cái cuộc liên giá này là một cái cuộc trải nghiệm để cho chúng ta nhìn lại cái tổ chức lại cái sản xuất. Cái tổ chức lại sản xuất ở đây thì phải tập trung cho một, đó là xây dựng các cái vùng nguyên liệu cho cái xuất khẩu nó phù hợp với lại thị trường lớn và nhóm thị trường thì mới có thể là tiêu thụ được hết. Cái điều thứ hai nữa, xây dựng cái thương hiệu của tập thể, thương hiệu của doanh nghiệp và đặc biệt đấy là thương hiệu gạo của quốc gia. Điều thứ ba, dứt khoát phải áp dụng kinh tế lượng. Kinh tế lượng ở đây có nghĩa là chúng ta thuận lợi đó là theo dõi hệ thống thông tin và dùng cái kỹ thuật số để mà chúng ta theo dõi ở các cái thị trường và cái sự thay đổi của người tiêu dùng như thế nào, để trên cơ sở đó nó gắn thị trường với lại các cái đơn vị sản xuất. Dự báo xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 7 triệu tấn. Các cơ quan quản lý nhà nước nên xem xét điều tiết sản lượng xuất khẩu cân bằng cho từng tháng, từng quý. Đồng thời, cần có chính sách ứng phó kịp thời, phù hợp, vừa để doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vừa có lợi cho người trồng lúa. Khi đó, sản lượng được duy trì ổn định, đáp ứng cho xuất khẩu và nhu cầu trong nước. Chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.